na 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 cho ly cà phê đi, na 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 na. Thường cho tôi ly cà phê sữa đá. Cho ly nè bác Phạm con đi. Trời đất ơi, cà phê sữa đá chứ không phải cà phê chanh. Mà ta chưa từng thấy ai mà uống cà phê mà bỏ chanh vô đâu mà. Thằng này sao lộn hồn lộn vía hả mày? Coi mặt à, mặt sao sầu thảm vậy, người đàn ông sầu thảm hả? Trời đất ơi, tôi nói cà phê sữa đá chứ tôi không phải nói cà phê chanh muối. Mặt mày bị gì vậy, vợ giận nữa rồi hả? Ê, vợ giận đúng thôi không? Ba ơi, trời ơi, cái mặt này vậy vợ không giận sao được. Mà thôi, con với bác không có cùng cảnh ngộ, khó nói chuyện, khó chia sẻ lắm á, đừng có hỏi. Làm sao? Ý mày nói là tao giống như không có vợ, là tao không hiểu được mày á hả? Chứ còn có vợ con gì đâu mà hiểu. Ủa, trước sau tao cũng phải có vợ chứ. Nhưng mà nếu mà tao có vợ tao cũng giống như mày. Trời ơi, coi kìa, mặt giống như là bị giật hụi vậy. Khổ tâm ghê. Vui lên, hăng hái lên, phấn chấn lên, chứ mặt như chú ngục vậy trời đó. Tao được gì vậy? Anh mộng tường. Trời ơi, anh pha cho em một cái gì đó, em muốn không cái em đi tự tử thôi. Trời đất ơi, này mặt chú ngục, mặt chú ôn nè. Chú ôn chú ngục không à. Tao nghĩ gì vậy, vợ giận nữa rồi hả? Khổ quá bà, bà Tư ơi. Sao tụi bay ăn ở sao mà suốt đời cứ bị vợ giận hoài làm sao vậy? Hả? Thôi được rồi, để lát tao ra đây nè. Tao đổi cái bản hiệu nghe thường. Tao đổi là đây là quán thất tình. Vậy đi, cho hợp với tụi bay. Thiệt, mặt này mà mùng một Tết mà súng sụm nha, mà vô nhà tao mà tao không dắt chỗ trà tao được, tụi bay tao quăng tụi bay á. Thôi tao đi đây, ở đây ngồi liên lị mệt quá. Ôi trời đất ơi là trời, đàn ông con trai gì đâu á, hèn hạ, nhục nhã, nhu nhược. Anh thử nghĩ đi, em vừa mới nhắc đến chuyện em bé thôi là vợ em nó chửi em, nó quýnh em quá trời quá đất luôn. Em cũng có được quyền làm cha chứ bộ. Vậy sao khổ bằng anh? Anh có làm gì đâu, suốt ngày cắm cúi làm hết chuyện này tới chuyện khác, toàn làm việc nhà không à. Vậy mà cổ còn chửi anh là không có thời gian chăm sóc cổ. Giờ anh không biết sống sao cho vừa lòng nữa. Đúng rồi đó, phụ nữ bây giờ á, đúng là một sinh vật phức tạp á. Sao mình làm đàn ông mình khổ thế này? Làm sao để thoát khỏi cảnh nhục nhã ê chề đây? Không được anh ơi, nếu anh em mình cứ như vậy hoài á thì phụ nữ họ coi thường mình lắm. Mình á phải làm gì đó, phải cho phụ nữ một cái bài học để họ biết đàn ông mình bản lĩnh cỡ nào. Bài học gì? Tụi mình phải làm chuyện lớn. Anh đi ra khỏi nhà cho tôi. Đừng làm quá, tôi đi thiệt luôn á, đừng có hối hận nha. Tôi không muốn thấy cái mặt anh trong nhà này đó, anh đi. Tôi đi á nha. Trời ơi, đừng có phải đặt đủ tôi đi, đừng có hối hận á nha. Hối hận hả? Đi luôn nghe chưa, đừng bao giờ quay về đây nghe không. Tôi đi à. Trời, tôi đi, đi thì đi, cuốn mắt tôi nghe chưa. Đừng bao giờ quay về đây, nghe chưa, mộng thường. Tôi biết mà, con gái nó có là không, con gái nó không là có. Em giả bộ đuổi anh đi, nhưng trong lòng em muốn anh ở lại đúng không nè. Tôi không có rảnh để mà giả bộ giả vờ với anh ha, đi. Em giả bộ đuổi anh, chứ anh biết trong lòng em muốn nói là anh ơi, đừng đi nhé, ở nhà với em nhé, đúng không? Ông tin không, ông mà còn đứng đó nha, tôi chọi cái ghế này lỗ đầu ráng chịu nha. Thì vậy anh đi à. Đi. Anh níu kéo không? Không. Tôi đi nha. Đi. Một bước nè, có níu kéo không? Không. Hai bước nè, có níu kéo không? Không bao giờ. Ba bước nè, có níu kéo không? Đi. Dạ. Ô. Cà bác Tư. Giác ba lô rồi đi rồi ha. Hôm qua nghe rủ Ngần Thường đi mà phải không? Đi đâu bác? Tính đi tự tử thiệt hả? Trời ơi, cô nói bác nghe,
con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Vậy à? Con không bao giờ muốn tự tử nữa. Con không bao giờ tự tử với một người đàn bà mà không yêu thương con nữa. Bác không hiểu được tâm trạng của con đâu. Bác không hiểu được tâm trạng những người có vợ, có con đâu. Và bây giờ bác không hiểu, và muôn đời này bác cũng không bao giờ hiểu được. Bác không còn cái răng bây giờ, nghe mày trù cho tao suốt đời không có vợ hả mày? Ông ý của nói là những người có gia đình mới hiểu nhau á, bác hiểu không? Trời ơi, rồi giờ mày định đi đâu? Con đi làm chuyện lớn. Wow, chuyện lớn hả? Đi đi, ta mét vợ mày á. Con thách bác mét luôn, con hết sợ rồi. Vậy thách bác mét luôn. Trời ơi, bữa nay thách ta nữa hả? Dạ. Mày thách lần nữa đi. Thách bác luôn. Mày thách lần nữa đi. Thách luôn. Mày thách lần nữa đi. Thách luôn. Tao đi mét thiệt. Không sợ, không sợ, không sợ. Anh khổ quá em ơi. Em cũng ngộ quá anh Thường ơi. Giận sao? Em hối hận lắm rồi. Em sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà đó đâu. Anh cũng vậy. Anh cảm thấy nhục nhã quá. Nhục nhã quá, ê chề quá. Mình là đàn ông mà đúng không anh? Ừ, anh em mình phải đi thôi. Ủa, hai anh đi đâu hả? Đi làm chuyện lớn. Vô đây, vô đây. Nhìn hai mặt ai không? Đi làm chuyện lớn. Nè, giờ mới là chuyện lớn của ai không nè. Ông ở chỗ đây ngủ. Mỉm lặng coi. Là lớn lớn, phòng vợ tôi cái bên nó nghe nó biết được còn sao. Trời ơi, yên tâm đi, chỉ đi chơi với bạn chỉ thôi. Trời ơi, chồng mỗi ngày đi bụi mà vợ đi chơi với bạn, hay thiệt chứ. Mở đèn cho sáng sáng coi, cho tối hù đi. Rồi rồi, để mà. Rồi hôm nay hai anh ở tạm nhà em đi nha. Được rồi, vậy là cho hai anh tá túc đây phải không? Dạ. Nói nghe nè, bây giờ cho ở rồi, giúp luôn cho chót đi. Sáng giờ đi á, lang thang không có ai cho ăn gì, đói quá. Đói quá, đói quá, đói quá. Yên tâm, có liền. Mì tới rồi, mì tới rồi. Nè. Đồ ăn tới rồi. Đi, ăn đi, vô. Dạ. Lấy nước sôi đi. Sôi gì đâu có đâu, ăn đi. Đâu, ăn mì gói phải có nước sôi chứ. Khùng quá. Nè, ăn mì khô ăn đi. Nói gì lạ vậy? Mì là phải có nước sôi đổ vô mới ăn chứ. Giờ hết ga, lấy gì nấu. Ăn đi, ăn đi, ăn được mà. Mày ăn gì hoài luôn hả? Em ăn vậy không hả? Ô, mày sống thời kiếp nào vậy? Sao vậy? Trời ơi, cái thằng này hèn chi, nó không có vợ là phải rồi. Mày ăn vậy không hả? Ở ngoài người ta cũng bán mì khô mà anh. Trời ơi, nó ăn giống như cái người ăn lông ở lỗ, người thời nguyên thủy vậy trời. Thôi ăn đi. Không, mình ăn kiểu nó không được đâu. Em có một cách này hay lắm. Sao? Nhà anh, vợ anh bán cà phê đúng không? Ừ. Lúc nào cũng có nước sôi sẵn. Đúng rồi. Cầm ba tô mì qua xin chị miếng sôi đổ vô ăn. Được anh. Đúng rồi, được vậy mà tao không nghĩ ra. Được á. Trời, mà đâu có được. Sao vậy? Mày đi khùng hả? Tao đã bỏ nhà đi rồi, tự nhiên mày kêu tao quay trở nhà, làm như tao là con nít vậy. Tao một đi là không trở lại. À, khó hả? Cũng căng. Thôi anh nãy đi. Nãy, ok. Nãy cho nó vui. Nãy đi. Được mà ăn. Được. Gắn gấp ăn vài đũa cho nó vui. Cái gì vậy? Bà nội mày nữa chứ ăn. Đám mì không có nước rồi còn tắc xì vô nữa. Giờ có rồi đó anh. Thiên tài à? Dạ. Em không có am hiểu gì về khoa học. Em có biết là khi mình át xì ra có cả triệu con virus nó bay ra ngoài không? Em nghĩ sao ba cái gói mì như vậy mà em át? Bưng dọn tao luôn đi. Mì có ba gói mà át xì hai lần. Anh xin lỗi, sáng giờ anh đi không ăn uống gì, người anh nó yếu nó bị cảm. Ừ. Tao giết mày luôn á, mày hát thiền cái nữa đi. Thôi lỡ đi, ăn đại cho anh ơi. Đại đi, được rồi. Có gì ăn lấy đi, giờ đói quá. Giờ vấn đề quan trọng mày gấp làm sao nè. Ngồi quá. Trời, nó gấp đừng có ăn luôn kìa anh. Nó hay thiệt chứ. Hay ghê quá. Tao bẻ đi cho chắc cú.
biết giờ này em đang làm cái gì. Không biết em có nhớ anh không? Tại sao anh đi từ sáng tới giờ em không chịu nhắn tin cho anh? Không một cuộc gọi điện thoại, 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy. Không nhớ anh đâu, ăn đi. Ê Thiên Tài. Dạ. Tao có một cách này nha. Cách gì? Mày đã giúp anh em tao chỗ ngủ rồi, chỗ ăn rồi. Ừ. Bây giờ giúp một cái này cho chó còn được không? Như vậy? Đi làm gián điệp. Làm gián điệp? Đúng rồi. Vậy luôn. Chuyện lớn rồi. Sao rồi? Vui quá. Bảo đảm vợ anh đang giật giả, khóc lóc đầu tóc, rủ rượi, xỉu lên xỉu xuống đúng không? Trời, cái đó là chuyện nhỏ, chuyện này còn động trời hơn nữa. Ôi, bà tự tử hả? Trời, không phải. Bà với thằng con anh á. Ừ. Hai người hát karaoke còn mà hát bài bình thường thôi. Vậy mới động trời. Cái gì vậy? Cái ống đi. Còn chị Linh mày sao? Có phải là chị Linh mày đang khóc lóc ỉ ôi là gian xin kêu là anh Hoàng ơi về với em, anh Hoàng ơi về với em phải không? Phải sai không? Sai hết. Chứ mà Linh đang làm gì? Bả với bạn bả đi xì ba. Mà em còn nghe bả nói với bạn bả vậy nè. Chưa bao giờ mà chị cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ như ngày hôm nay. Giờ ác độc. Do phù thủy nghiến sao ông chồng bỏ nhà đi bụi không lo kiếm mà lâu đi xì ba làm đẹp còn nói vô này vô nọ nữa. Em thề với anh luôn, em thề với anh luôn là em không bao giờ quay lại cái phòng đó nữa. Trời ơi, bỏ nhà đi từ sáng tới giờ người lết tha lết thớt, không có gì ăn, không có chỗ ăn, không có chỗ ở, ăn cái mì sống vậy mà nỡ lòng nào không thèm một cuộc điện thoại hỏi thăm, ở nhà còn hát hò nữa. Anh thề em không bao giờ anh trở lại cái căn nhà bạc bẽo đó nữa. Đúng, hai anh em mình cùng một ý tưởng, hai anh em mình sẽ làm chuyện lớn. Hai ông nhỏ im hồ bị đặt làm chuyện lớn, phá sản rồi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ giữa chén quét